Nhận định về thị trường bất động sản năm 2024 thì anh nghĩ là thị trường chúng ta sẽ xét theo thứ nhất đó chính là văn hóa, thứ hai đó chính là cung cầu, thứ ba đó chính là thị trường tài chính. Thứ nhất là văn hóa thì chúng ta là gì ạ? Chúng ta sẽ không thể đi theo thằng Mỹ hay là những cái thằng châu Âu được, tại vì văn hóa nó khác, đúng không? Nó không có văn hóa tích sản như người Á Đông mình. Người Á Đông mình là văn hóa tích sản. Khi có tiền thì việc người ta nhớ đến đầu tiên, nghĩ đến đầu tiên hoặc sẽ làm đầu tiên đó chính là mua bất động sản. Ít tiền hơn thì có thể mua vàng, gửi tiết kiệm, đầu tư chứng khoán, thì những cái dòng tiền đấy nhỏ hơn thì chúng ta có thể mua được rồi. Nhưng mà sở hữu một bất động sản thì chúng ta lại cần nhiều hơn. Thứ hai đó chính là cái quy luật cung cầu. Thì khi mà có tiền, người ta toàn nhớ đến đầu tư bất động sản, dù là người ta không ở đến nhé, nhưng mà người ta vẫn có nhu cầu sở hữu. Các bạn có thể là các bạn thấy đấy, xung quanh chúng ta có rất nhiều người có một cái nhà, chúng ta chỉ ở một cái nhà thôi nhưng mà có thể sở hữu tới vài chục cái bất động sản, và đấy là cái nhu cầu của tất cả mọi người, cái đấy không thể thay đổi được. Thì nhu cầu thì nó phải sinh ra nguồn cung, thế nên là bất động sản vẫn tiếp tục sinh ra để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Cái thứ ba đó chính là thị trường. Thì thị trường thì nó liên quan đến dòng tiền. Hiện tại thì ngân hàng đó chính là đưa ra rất nhiều chính sách để kích cầu thị trường bất động sản bằng cái việc là giảm lãi suất huy động vốn, để là gì ạ, người ta ít gửi tiền hơn, đầu tư dòng tiền sang các cái lĩnh vực khác, hay là gì ạ, ngân hàng đang tích cực cho vay bất động sản bằng rất nhiều chính sách lãi hấp dẫn. Đấy, cái điều mà chúng ta không thấy trong năm 2023. Nói chung tổng thể thị trường ấy, dựa theo những cái phân tích trên thì mình nghĩ là thị trường năm 2024, nhất là vào những quý cuối năm ấy, thị trường bắt đầu sẽ có những cái thanh khoản rất là tốt. Đấy, và người ta bắt đầu là những cái niềm tin của người dân bắt đầu ổn định hơn thì họ bắt đầu sẽ mua nhiều hơn. Thực ra là trong từ đầu năm đến giờ thì công ty chúng ta cũng đã bán được rất là nhiều rồi, và hàng ngày cái lượng khách hàng inbox tìm kiếm những bất động sản đầu tư cho chúng mình cũng rất là nhiều, và anh nghĩ từ giờ đến cuối năm thì chắc chắn cái lượng tìm kiếm nó sẽ còn nhiều hơn nữa.